Các bạn có thấy gì không? Hai rổ cải chua vàng ươm. Chuyện là hôm qua mẹ vợ mình có dở một mẻ cải chua khá to, nên cho vợ chồng mình một rổ lớn. Mai làm gì? Không biết làm món gì ăn đây. Rồi xong, tới công chuyện, mọi người thấy rồi hen. Hôm nay mình sẽ làm món dồi trường xào dưa cải nha. Ta bắt một cái nồi lên, cho dầu vào. Thấy chưa? Dưa chưa? Mới tàu đó. Cho tỏi vào phi vàng, sau đó cho dồi trường đã cắt nhỏ rửa sạch vào. Xào một hồi cho dồi chín, rồi ta bắt đầu nêm gia vị nha. Khi gần chín, ta cho một xíu tiêu và tỏi phi vào, sau đó nhắc xuống, để qua một bên. Tiếp tục ta bắt thêm một cái nồi nữa để xào cải chua và cà chua. Xào một xíu rồi, ta cũng nêm gia vị vào cho vừa ăn nha. Cuối cùng ta cho hành lá đã cắt khúc vào, trộn qua trộn lại rồi nhắc xuống. Ta cho cải chua và cà chua vào dĩa, sau đó gấp dầu trường để lên trên mặt, rắc một xíu tiêu và thế là thưởng thức thôi nào. Món này mọi người chấm kèm với nước tương pha với ớt nha, rất là hợp đó. Chúc mọi người ngon miệng. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu cảm thấy hay và thú vị, hãy theo dõi và cho mình một like nha. Bye.